Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tại kỳ họp. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh nguyên bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp, bộ lao động thương binh và xã hội. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra trung ương cũng cảnh báo đảng ủy tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015, đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng. Dương Đức Lân, nguyên bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng, tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Phạm Quang Phùng, Bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khiển trách Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, bà Phạm Thị Hải Truyền, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, ông Huỳnh Văn Tý, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trước đó, tại kỳ họp thứ 37 Hội đầu tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận việc thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề ngoài ra còn vi phạm trong thực hiện các gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái aic thực hiện theo ủy ban kiểm tra trung ương những vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các nhân sự trong đó có ông Nguyễn Hồng Minh. Ông Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1960, có nhiều năm công tác tại Tổng cục dạy nghề, nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2020.